Xin chào các mẹ, tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay thì chăm sóc mẹ và trẻ em sẽ cùng các mẹ tìm hiểu về một video. Đó chính là không muốn thai nhi bị dây rốn quấn cổ thì mẹ bầu hãy tránh ngay 4 hành động này để tránh thai nhi bị dây rốn quấn cổ và sẽ khiến cho em bé khi mà trong quá trình chuyển dạ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Mời các mẹ cùng đón xem video nhé. Dây rốn quấn cổ là điều khiến những ông bố bà mẹ vô cùng lo lắng, sợ hãi trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là khi sinh nở. Mọi người đều sợ rằng đứa con quý giá của mình có thể sẽ bị bóp nghẹn cổ và bởi những vòng dây rốn quấn cổ. Trên thực tế thì thai nhi trong bụng không hề thở bằng mũi, miệng nên không lo bé bị ngạt thở. Dây rốn quấn cổ không quá nguy hiểm nhưng vẫn có thể dẫn đến một số hệ lụy khác như là hạn chế sự hoạt động của em bé. Bé không thể xoay đầu hoặc về ngồi thuận được khi sắp chào đời và ảnh hưởng đến quá trình sinh nở rất là lớn. Và có những trường hợp bé bị dây rốn quấn cổ hoặc dây rốn quấn và ngắn lại còn quấn cả người em bé lại, làm cho em bé không thể lọt qua khung xương chậu của mẹ và cứ treo nơ nửng ở giữa chừng. Cũng có trường hợp như em bé bị xa dây rốn trong cuống rốn, bị chèn ép vào giữa ngôi và thành xương chậu hoặc do bị xa ra ngoài âm đạo, làm cho các thai nhi bị co thắt, dây rốn không thể cung cấp máu cho thai nhi. Để đề phòng dây rốn quấn cổ thì các mẹ nên tránh các hành động sau đây. Một, đó chính là tránh xoa bụng liên tục. Mẹ bầu nào cũng thường xuyên có thói quen là chạm vào bụng, xoa và nắn để giao tiếp với con. Tuy nhiên thì khi đến những tháng cuối của thai kỳ, khi em bé đã quen và phản ứng lại với những động tác của mẹ thì các mẹ không nên xoa bụng nữa, vì em bé có thể bị kích thích chuyển động khiến dây rốn rối xoắn lại với nhau và cuốn vào cổ và hoặc là cuốn vào người em bé. Hai, đó chính là các mẹ nên tránh hoạt động mạnh. Những hành động hoặc những công việc nặng nhọc mà cần đến nhiều sức lực hoặc là cần đến những cái vận động mạnh thì các mẹ không nên làm, bởi vì sẽ khiến cho mẹ bầu nhanh mệt mỏi, căng cơ, gây áp lực lên thắt lưng và còn có thể khiến cho em bé bị dây rốn quấn cổ nữa. Trước khi tập thể dục thì các mẹ cũng nên hỏi ý kiến của bác sĩ, thảo luận để tìm ra những phương án tập thể dục thích hợp đối với từng thể trạng của mỗi mẹ. Ba, đó chính là tránh đi ngủ muộn. Mất ngủ, khó ngủ khi mang thai là vấn đề chung của không ít các mẹ bầu. Các mẹ ngủ muộn không chỉ làm tăng áp lực lên thể chất và tâm lý của bản thân mà còn ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của em bé, khiến em bé hoạt động tích cực hơn. Do đó thì các mẹ mang thai cần phải chú ý đến việc duy trì thói quen đều đặn ngủ 8 đến 9 tiếng một giờ và ngủ trước 10 giờ nhé các mẹ. Chúng ta không nên ngủ quá muộn. 4, đó chính là tránh ngủ sai tư thế. Không chỉ thời gian mà ngay cả ngủ sai tư thế của mẹ bầu cũng có thể khiến ảnh hưởng khá nhiều đến thai nhi. Theo các chuyên gia, tư thế ngủ tốt nhất của các mẹ bầu là nằm nghiêng bên trái. Bà bầu nằm nghiêng bên trái sẽ giúp giảm bớt áp lực của các động mạch và vùng xương chậu, đồng thời làm tăng quá trình lưu thông máu, cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Ngoài những việc chú ý đến tư thế nằm ngủ, bà bầu thì không nên nằm trên giường cứng, kê quá cao đầu hoặc mặc đồ quá chật chội. Và có như vậy thì mới tạo sự thoải mái cho bà bầu và thai nhi, giúp hai mẹ con có giấc ngủ tốt. Và cảm ơn các mẹ đã đón xem video. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày nhé.